Đội tuyển nữ Việt Nam đã thực hiện điều chỉnh nhân sự trong cuộc đối đầu lịch sử với đội tuyển nữ Mỹ khi không có Dương Thị Vân và Thanh Nhã trong đội hình xuất phát. Trong trận đấu, thủ môn Kim Thanh cùng 5 hậu vệ Thu Thảo, Diễm My, Thu Thương, Trần Thị Thu và Hoàng Thị Loan, 4 tiền vệ Hải Linh, Thái Thị Thảo, Bích Thùy và Tuyết Dung đã hỗ trợ Huỳnh Như Đá trung phong. Với sơ đồ 5-4-1, đội tuyển nữ Việt Nam đã triển khai hàng phòng ngự chặt chẽ, lùi sâu trên sân Eden Park. Đội tuyển nữ Mỹ đã tạo ra áp lực mạnh từ đầu trận. Phút thứ 7, Lindsay Holland thực hiện cú dứt điểm chân trái nhưng thủ môn Kim Thanh đã xuất sắc cản phá bằng chân. Tuy nhiên, đẳng cấp của Mỹ đã giúp họ vượt lên dẫn trước khi Alex Morgan tạo cơ hội cho Sophia Smith ghi bàn phút 14. Đội tuyển nữ Việt Nam đã kiên nhẫn phòng ngự và giữ cự ly với đội tuyển nữ Mỹ, đặc biệt trong khoảng thời gian giữa hiệp 1. Thủ môn Kim Thanh đã thể hiện sự xuất sắc trong việc cản phá các cú sút của đối thủ, bắt bài chuẩn xác và ngăn chặn những pha dội bóng bổng của Mỹ. Tuy nhiên, phút 42, đội tuyển nữ Mỹ được hưởng quả phạt đền sau pha vào bóng nhạy cảm của Hoàng Thị Loan. Trên chấm 11m, Kim Thanh tiếp tục thể hiện tốt và đã cản phá thành công cú sút đền của đối thủ. Trận đấu diễn ra quyết liệt và đội tuyển nữ Việt Nam đã nỗ lực vững chắc trước sức ép của đội tuyển nữ Mỹ, tạo nên một cuộc so tài đáng xem.